Không biết các bạn thì như nào chứ với mình hôi nách là một cái điều gì đó cực kỳ kinh khủng, và ở bên cạnh những người hôi nách thì đúng là trời ơi khủng khiếp luôn. Mặc dù cho dù họ là những cái người mà mình rất là yêu thương đi nữa thì mình cũng không hiểu sao cái điều cái cảm giác đó nó khiến cho mình là không thể ở bên cạnh người đó được. Và nếu như bạn hoặc là người thân của bạn đang gặp cái tình trạng hôi nách thì các bạn hãy đưa sản phẩm này cho họ nhé. Phèn Nano Beho Lady của Tali Beauty. Thì Tali biết rằng có rất là nhiều người đúng không, người ta gặp hôi nách và họ cũng rất là tự ti về cái điều đó, nhưng họ chưa đi tìm được cái giải pháp hoặc là chưa tìm được một sản phẩm nào thật sự hiệu quả. Thì các bạn hãy cho họ sử dụng ngay cái sản phẩm Phèn Nano này nha. Bởi vì bạn bạn biết sao, phèn là cái một cái sản phẩm mà, gọi là một cái thành phần mà chuyên dùng để đặc trị hôi nách rồi đúng không ạ? Và phèn chanh kết hợp với rất là nhiều những thành phần khác ở trong này nữa thì nó giúp đẩy nhanh cái hiệu quả ngăn ngừa hôi nách. Và với những cái người mà hôi nách nặng thì họ chỉ cần sử dụng vài ngày thôi là hết rồi, còn với những người hôi nách nhẹ thì các bạn chỉ cần sử dụng vài ngày một lần, thậm chí một tuần hoặc thậm chí là 10 ngày một lần. Nó cũng giúp cho các bạn ngăn mùi cơ thể rất là hiệu quả. Thì cái cách dùng cái này là loại dở rồi cho nên là mình ấy ha. Còn với người bình thường thì sử dụng rất là đơn giản. Và các bạn biết không, bình thường một cái sản phẩm như này ở 5 bill thôi, người ta bán là khoảng 250 đến 300 nghìn. Nhưng mà một cái lọ 15 ml ở bên mình chỉ là với giá là 289 nghìn, siêu rẻ và đặc trị được mùi hôi ở trên tất cả các bộ phận ở trên cơ thể của bạn luôn nha. Cực kỳ hiệu quả và cực kỳ dễ dùng, và bao bì cũng rất là bắt mắt nữa. Hãy mang lại giải pháp trị hôi nách.